Ngày hôm nay thì các dấu phong vân sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nội dung hoàn toàn mới. Nói mới thì nó không hẳn là mới đâu, nhưng là theo cái góc độ của mình thì nó khá là hay. Thế nên là mình sẽ làm một cái video như thế này để cho các bạn cùng cảm nhận là nó có thực sự là nó là hợp lý hay không. Thì ở trên tay mình đây đang là năm chiếc mặt dấu. Và cái mặt dấu này thì đã khắc dấu lên rồi, khắc nội dung lên đây rồi. Thì cái mặt dấu này ấy, có kích thước là 30x65. Đấy, 30x65. Cái cách làm của cái mặt dấu này thì các bạn xem cái video trước của mình thì cũng biết rằng là cách làm như nào rồi, đúng không? Thì mình sẽ không đi sâu vào nội dung để tạo ra những cái mặt dấu như này nữa, mà mình sẽ đi sang một cái khía cạnh khác. Thì có một khách hàng yêu cầu cái nội dung đó là làm 5 cái con dấu. Đấy, nếu bình thường 5 cái con dấu này thì nó sẽ làm như những cái video khác mình làm thôi. Nó không có quá gì là mình phải cần nói nó đặc biệt. Xong cái nội dung của những vị khách này, tức là đây là khách đã sử dụng cái dịch vụ nhà mình rồi và họ muốn yêu cầu làm thêm. Đó, cái vấn đề làm thêm này nữa là khi mà mình trao đổi với họ là họ muốn làm những cái ở đây là chính xác là những cái món ăn nhé các bạn nhé. Đây, những cái món ăn này, ví dụ đây là món chả bì ớt xiêm. Đấy, cái slogan ở dưới nó sẽ là thơm nồng vị cay. Đấy, nghe rất là hay đúng không? Thì đây cũng không phải là cái nội dung mình muốn nói, mà cái nội dung mình muốn nói ở đây đó là mình yêu cầu, mình hỏi khách hàng nhà mình là anh chị cần cái loại mực nào để mà chúng ta có thể là đổ lên bề mặt của mặt dấu mà những cái video mình hay làm. Thì khách hàng nhà mình trả lời rằng là chưa cần lấy thêm mực. Đấy, chưa cần lấy thêm mực. Ở nhà thì anh vẫn còn mực, tức là trước em gửi cho anh nó vẫn còn. À, thế nên là trong cái video ngày hôm nay, cũng như cái nội dung ngày hôm nay, mình sẽ làm cái video mà giới thiệu cái mặt dấu mình đã làm, nhưng không bao gồm mực. Đồng thời đồng nghĩa với việc là mình sẽ không test mực như mọi khi nữa. Ví dụ như test mực là mình sẽ lấy những cái chất liệu khác nhau ra để test cho các bạn xem, đúng không? Nhưng lần này thì không. Thì bây giờ mình sẽ đi vào những cái nội dung cần thiết. Mình sẽ cắt cái nội dung test mực đi, bởi vì là khách hàng nhà mình đã có mực rồi, mình sẽ test cái nội dung là lấy mực, đổ mực vào. Đấy, còn về chất lượng thì với cách làm của mình thì ở đây đã rất là tuyệt vời rồi, đã rất là ok rồi. Hoặc là những các bạn đã theo dõi những cái video của các dấu phong vân thì biết rằng là chất lượng của cái mặt này là quá là ok. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn trong camera điện thoại thôi, nhưng các bạn cũng sẽ thấy là cái độ sần, độ nổi của cái mặt dấu cao su này, đúng không? Đấy, nó sẽ tạo ra những cái điểm G như này. Đấy, điểm G nó càng rõ rệt thì đồng nghĩa là cái chất lượng sản phẩm bạn rất là tốt. Đấy. Và đương nhiên là cái chất lượng của cái mặt dấu này thì làm trên một cái máy khắc dấu nó phải cực kỳ tốt thì nó mới lên được như này các bạn nhé. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình đó là đơn giản hơn rất là nhiều, đó là lắp cái mặt này vào. Mình sẽ lắp cái mặt này vào và rồi mình sẽ gửi về cho khách hàng của mình thôi. Mình sẽ không phải làm cái động tác test dấu hoặc là đổ mực nữa, bởi vì là mình bởi vì có rất nhiều loại mực. Đấy, và không dám chắc là mực khách nhà mình muốn dùng cái loại mực gì. Đấy, có thể là khách ở nhà muốn dùng mực đỏ này, mực xanh này, mực đen này. Đấy, thì những cái loại mực này nó ở những cái chất liệu hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Khi mà các chất liệu khác nhau thì mình cũng sẽ làm nó sẽ khác nhau, chứ không phải rằng là cứ là mực rồi mình sẽ đổ. Mình đổ vào khi mà nó về không đúng với loại mực mà khách hàng mình đang có ấy, thì nó sẽ xung nhau, nó thành ra là sẽ bị hỏng mất con dấu. Đấy là một cái điều rất rất là dở. Thế vậy nên là mình không đừng có
tự động những cái nội dung như thế sẽ không hay lắm. Đấy, không phải là mình tiếc tí mực mình đổ lên đây đâu, nhưng là khi về nhà khách hàng mình có những cái loại mực khác thì họ đổ vào họ mới cảm nhận trực tiếp được. Chứ bây giờ mình cứ đổ theo cái ý của mình vào sau không đúng mực, ví dụ như ở nhà khách mực màu đen mình lại sử đổ cái mực màu xanh vào đây thì thành ra rất là dở đúng không? Đấy. Thì ở đây là khách hàng nhà mình có cái món gì? Chả quế này. Đấy, chả bì mứt xiêm này. Đấy, đem đây có món gì đó? Món chả bò này. Vị ngon từ thịt tươi này. Đấy. Đó là những anh chị kinh doanh truyền thống hay kinh doanh online thời điểm hiện nay thì cái việc mà gắn cái thương hiệu của mình, cái sản phẩm của mình lên bao bì sản phẩm nó là cực kỳ quan trọng để mà đưa những cái thông tin đến khách hàng được rộng rãi hơn. Đấy, có rất nhiều món. Tiếp theo là món chả lụa. Đấy, nếu mà anh chị mà thích những cái món ăn như này thì có thể liên hệ với mình là muốn thử ăn thử, hoặc là Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, thì làm quà cũng rất là hay. Thì cái công nghệ hiện nay đi đến là từ truyền thống mà lên tiếp cận online nó rất là gần gũi, nó không phải là xa xôi như là ngày xưa nữa mà tiếp cận lên trên không gian mạng nó khó khăn. Bây giờ là mọi người cũng có thể là làm này, sau đó mọi người có thể đăng ảnh này lên trên Facebook này, đấy, trên Zalo này là cũng có thể là bán được những đơn hàng mình rồi. Thế còn chưa kể là nội dung truyền thống thì bao năm nay thì họ vẫn sẽ kinh doanh như vậy. Đấy. Nên mình sẽ là lắp những cái nội dung này để mà về mọi người có thể làm, mọi người có thể về chỉ việc đổ mực thôi. Thì ý mình ở đây đó là mọi người có thể là in đọc cái mặt này thôi, đổi rất nhiều loại mặt khác nhau. Đấy, ví dụ như là ở nhà tôi chỉ có một cái cán dấu này. Đấy, nhưng mà tôi lại muốn bớt đi chi phí. Tôi muốn bớt đi chi phí là tôi muốn đóng lên một cái tên khác. Thì làm sao? Thì sẽ liên hệ với khắc dấu Phong Vân là bạn làm cho tôi một cái mặt dấu. Đấy, bạn làm cho tôi một cái mặt dấu, cái nội dung khác là chả bò đi chẳng hạn. Đấy, thế lúc đấy là em sẽ gửi những cái này về cho anh em này. Đấy, sẽ gửi cái mặt này về cho anh em. Thế anh em khi ở nhà đang sử dụng cái mặt này đúng không? Đây mặt chả lụa chẳng hạn. Đấy, anh em sẽ chỉ việc là tháo cái mặt này ra. Tháo mặt này ra, cất cái mặt này đi. Tôi lắp cái mặt này vào. Đấy, hay không? Thế đồng nghĩa với việc là mọi người bớt đi rất nhiều chi phí cho một cái dấu hoàn thiện như thế này. Đấy, thì cũng là một phương án là mọi người có thể về thay đổi như này nếu mọi người muốn tiết kiệm chi phí. Muốn là cái mặt này tôi sẽ đóng 100 cái túi ni lông hay 100, 200, 300 cái hộp giấy chẳng hạn. Thì tôi đóng xong, thì tôi đổi cái mặt khác. Thế tự dưng là mình sẽ không phải mua cái vỏ này nữa, mà chúng ta vẫn sử dụng tối ưu được cái nội dung chúng ta cần, đó là đóng cái tên của mình vào đấy. Đúng không ạ? Rồi. Đấy là cái cách mà mình cũng có chia sẻ cho với những anh chị mà có cái kinh tế không được quá là rộng rãi để mà làm nguyên một cái dấu nó lớn, kể cả đây là dấu bé, kể cả dấu lớn cũng vậy thôi. Đấy, thế là trong video này mình đã giới thiệu cho tất cả quý anh chị là cách là làm sao để tiết kiệm chi phí của mình nhất. Đó, làm sao tiết kiệm được cả cái mực của mình nhất. Mình làm này, sau đó mình có mực sẵn rồi thì mình chỉ việc in nội dung thôi. Thì những cái khác thì mình cũng sẽ bớt đi rất là nhiều đúng không? Chứ không phải là quá căng cò cái nội dung đấy nữa. Ok.
thì mình sẽ quảng cáo một chút, đó là khắc dấu phong vân thì sản xuất xỉ lẻ tất cả các loại phôi dấu cũng như các loại cán dấu khác nhau. Đấy, nếu anh chị là những người mà cần gia công sản phẩm thì nhà mình cũng sẽ gia công những sản phẩm như này để mà gửi đến quý anh chị. Đó, các bạn có thể là like thấy video này hay thú vị thì các bạn có thể like hoặc share cái video này và đăng ký kênh để xem những cái nội dung mới nhất. Còn nếu anh chị là những người mà làm những cái nội dung liên quan đến quảng cáo này, làm về xây dựng này, làm về luật này, hoặc là cũng trong cái nội dung văn phòng phẩm liên quan đến những con dấu này, thì mọi người cũng sẽ là muốn phát triển cái nội dung kinh doanh của mình được rộng hơn, thì mọi người cũng có thể là làm cái sản phẩm liên quan đến con dấu này. Và những cái con dấu này thì ngoài thị trường cũng như trong tương lai thì mọi người sẽ chào đón rất là mạnh mẽ. Mọi người có thể là đầu tư máy, tất cả vật tư về có thể tự sản xuất ở nhà. Thì các bạn đăng ký kênh hoặc liên hệ với khắc dấu phong vân qua Zalo 0917086996 để mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là làm tại nhà. Nó cũng là rất là thú vị. Thì một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã xem video này.